Đầu chị đi buổi sáng giống như cực hình đó, kẹt ghê lắm. Và ít hôm nữa vô năm học tháng 9 đó, kẹt còn dữ nữa. Dưới này thì buôn bán quán ăn rồi lại thấy cũng rất là ít, và người ta còn đóng cửa nên cái đường xá nó có phần vắng vẻ. Nói chung là từ sau dịch tới giờ thì em thấy là hầu như những cái con đường đông đúc như ngày xưa giờ nó đã vắng đi rất nhiều rồi. Rồi sáng sớm 8 giờ nhìn cái cạnh chợ này không dám đi vô trong luôn. Hai bên là chung cư, chợ không thấy người mua, không thấy người đi lại luôn. Chợ Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Em đang đứng ở trên con đường Nguyễn Biểu quận 5 và hướng này lên cầu Chữ Y, ngay ngã tư đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Biểu. Sài Gòn bây giờ là 8 giờ kém 10 phút. Trời ơi, ông chạy xe ghê quá. 8 giờ kém 10 phút sáng hôm nay ngày 6 tháng 8 năm 2024. Và trời Sài Gòn sáng hôm nay mù mịt luôn, mây bao phủ quá trời luôn. Đó, dòng xe bên tay trái của em là dòng xe đi từ cầu Chữ Y đi xuống. Và buổi sáng một ngày bình thường thì cầu Chữ Y kẹt xe bên mé tay trái rất là nhiều. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày bình an, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, thật nhiều sức khỏe. Hôm nay em có nhận được lời nhắn của một vị khán giả trên kênh nhìn lại cầu Chữ Y và được phản thể hiện. Cho nên em sẽ xuất phát từ đây mời cô bác anh chị chúng ta đi dạo phố, ngắm cảnh, nhìn cuộc sống của bà con mình trong một ngày như thế nào. Đây có bánh trung thu, đây tiệm Như Lan là bán rồi nè. Còn mấy cái tiệm Kinh Đô sát bên này, BBK, Kinh Đô, BBK chưa có nè, Kinh Đô thì có rồi nè, vừa mới dựng lên thôi. Đây là bà sáng sớm mà bà đi làm sớm á. Đây là chung cư Nguyễn Biểu và buổi tối thì có quán nhậu ở dưới này nha. Ở đây cũng có nhiều quán nhậu lắm, khu Nguyễn Biểu Cao Đạt. Và bây giờ thì tới ngã ba đường Cao Đạt và đường Nguyễn Biểu, em sẽ lên cầu Chữ Y và mời cô bác anh chị nhìn lại một chút cái cảnh vật của cầu Chữ Y trong buổi sáng đầu ngày. Bên phải là đường Cao Đạt chạy về hướng Trần Bình Trọng. Chỗ này thì thường thường kẹt xe buổi sáng lắm, đặc biệt là vào cái mùa đi học nha. Bây giờ thì cũng đang trong cái giai đoạn nghỉ hè cho nên em thấy là nó thoáng hơn, chứ bình thường kẹt từ bên kia cầu qua tới đây luôn. Từ bên kia quận 8, bên phải của em là có cái chung cư Trần Bình Trọng, chung cư Chợ Quán. Cô bác anh chị thấy cái hình ảnh ở trên cầu Chữ Y nè. Rồi em đi lên cầu Chữ Y nè, bên phải cái chỗ cô bán chổi đó là đi ra bến Hàm Tử Võ Văn Kiệt ngày hôm nay. Đây, dòng xe đẹp từ trên dốc cầu đi xuống, trời thì quá trời mây luôn. Cầu Chữ Y buổi sáng giống như cực hình đó, kẹt ghê lắm. Và ít hôm nữa vô năm học tháng 9 đó, kẹt còn dữ nữa. Từ giữa cầu luôn không? Khoảng chừng 8 giờ mấy là hết, không thấy kẹt nữa nên nay em đi sớm để cô bác anh chị thấy cái khung cảnh ở trên cầu Chữ Y. Bên trái em bây giờ người ta xây một cái tòa nhà cao không? Đang xây đó. Bên phải ở đây là mấy cái nhà cũ ở dưới bến Hàm Tử. Kẹt từ giữa cầu, còn vô tới năm học á là kẹt từ bên kia cầu lên trên cầu. Mời cô bác anh chị nhìn một chút cái bên phải của em là kênh Tàu Hụ và đường Võ Văn Kiệt tiến và hướng về Chợ Lớn, bến Hàm Tử đó. Và trời rất là nhiều mây.
Đây, còn kênh tàu hậu đây. Còn bên trái của em sẽ là hướng đi về cầu Nguyễn Văn Cừ và hướng đi về Sài Gòn, trung tâm Sài Gòn. Rồi bây giờ em sẽ tới cái chữ Y này, cầu chữ Y mà bên phải là về lò heo Chánh Hưng, đường Hưng Phú hướng về khu chợ Sắm Tuổi. Ở bên trái đây là về chợ Rà Đông, đường Nguyễn Thị Tần, tức là đường Hải Định năm xưa đó. À, hướng này là chúng ta đi thẳng xuống chợ Rà Đông luôn, rồi tới ngõ cua là có đường Dương Bác Hoàng. À, cầu chữ Y. Miệt này là về miệt Bình Xuyên. À, miệt ngay bên phải Hưng Phú là về miệt Chánh Hưng. Còn những cái khu nhà phía dưới đường Phạm Thế Hiển. Mây quá trời luôn, dự báo 9 giờ có mưa đó. Dạ Nam ha, tới cái ngã tư phía trước đây là đường Dạ Nam và đường Nguyễn Thị Tần. Đó, bình thường nếu mà vô cái mùa học á, tức là tháng 9, tháng 10 là kẹt, nhiều khi kẹt bên này luôn, ở bên kia cầu. Bây giờ thì em thấy hầu như tất cả các cái cầu ở Sài Gòn mình buổi sáng nó đều kẹt nha. Ở cái cầu mà bắt, các cái cầu bắt qua mấy cái kênh lòng vòng ở đây nè, nối quận 5, quận 5, quận nhất với quận 4, quận 8, quận 7 rồi đó, là nó kẹt ghê lắm. Ở đây là con đường Dạ Nam, ngay cái ngã tư phía dưới chân cầu. À, bên trái và bên phải là chúng ta đều quẹo qua đường Phạm Thế Hiển hết. Còn đi thẳng là về chợ Rạch Thông. Ở đây em mời cô bác anh chị nhìn lại một chút cái khung cảnh phía dưới cầu chữ Y. À, có thể nó khác ngày xưa rất nhiều rồi, nhưng mà nếu mà chỉ cần nhắc về cái vị trí thôi, biết đâu cô bác anh chị lại có thể hình dung ra được những cái kỷ niệm. À, cái góc cầu chữ Y bên phải đây ngày xưa nó là một cái khu vực ao rau muống, chăn nuôi dê rồi tùm lum ở đây. Bây giờ nó là cái công viên Dạ Nam đẹp lắm nha, sáng sớm tập thể dục cũng đông đó. Khung cảnh ngay dưới chân cầu chữ Y được rồi đó, để cô bác anh chị nhìn tổng quan bao quát hết lại coi. Rồi em sẽ đi ra hướng đường Phạm Thế Hiển bằng cái con đường Dạ Nam này. Phạm Thế Hiển thì một con đường có từ cũng rất là lâu rồi, từ thời Pháp luôn á. Và trên đường Phạm Thế Hiển thì có những cái địa điểm như là chợ Phạm Thế Hiển nè, rồi về xóm đạo Phạm Thế Hiển nè, rồi chúng ta còn có thể đi qua khu chợ Nhị Thiên Đường hay là cầu Nhị Thiên Đường đó. Quận 8 cũng là một quận khá là rộng lớn. Và ngày hôm nay thì có những con đường rất là nhộn nhịp về đêm, ví dụ như Phạm Thế Hiển đây về đêm cũng ăn uống rất nhiều. Đây là cái công viên Dạ Nam ngay góc Phạm Thế Hiển với đường Dạ Nam. Bình thường anh buổi sáng mà em đi về đây là thấy người ta tập thể dục đồ rất là đông luôn. Khung cảnh mưu sinh sáng sớm. Đó. Ồ, có nắng lên, xanh ngắt một màu. Mấy cô, mấy chú đang đánh cầu tập thể dục, đu đưa ở trong kia. Ở Sài Gòn mình sáng sớm mà có bạn đi tập thể dục thì vui, ra bàn tán chuyện này chuyện kia, nhưng mà chủ yếu là các cô chú lớn tuổi chút xíu, dạng về hưu rồi đó, ngồi nói chuyện với nhau sáng sớm. Còn lớp trẻ rồi gia đình này kia sáng sớm nhiều việc lo, cơm nước con cái đi làm. Bên phải em là quẹo về cầu Nguyễn Văn Cừ, cũng quẹo về cầu chữ Y, đi về cầu Rạch Thông qua quận 7. Ở đây em sẽ quẹo trái nha. Nói chung con đường Phạm Thế Hiển mà từ cầu chữ Y mà đi thì nói chung nó cũng dài hết luôn, xóm đạo thì xa lắm. Em chỉ đi một đoạn thôi.
chỉ đi một đoạn để ôn lại một chút cái kỷ niệm theo như lời nhắn của một anh khán giả trên kênh. Sáng sớm thì đa số là người ta còn đóng cửa này, mới có 8 giờ kém. Bên trái của em có một quán có tên là Vọng Cát, nhà hàng tối ăn nhậu ở đây cũng nhộn nhịp, mặc dù bây giờ thì cũng bớt lắm rồi, không có còn ăn nhậu bia rượu như ngày xưa là nhiều nữa đâu. Ở đây xe đạp, khu này người ta bán xe đạp được nhiều lắm. Các cái con hẻm ở đây thì đi ra ngoài kênh đôi, còn thể hiện là nơi cách nhau với bên bến Nguyễn Duy bằng cái con kênh đôi từ kênh Đồng Hồ Bến Nghé tách ra. Thì bán xe đạp, xe máy, đóng bảo hiểm. Sáng sớm thì giờ này người ta còn đóng cửa nhiều lắm, thì có các quán ăn rồi thì người ta mới mở thôi. Có bán bánh chuối nè. Ở đây là con đường Âu Dương Lân, bên trái của em là về Tạ Quang Bự, đi ngược về lại chợ Bạch Ông, quận 8. Bắt đầu một ngày mới với nhiều cái tính toán công việc làm ăn. Thôi, Sài Gòn mình cứ bon chen như vậy, ngày này qua ngày khác ha. Nhiều khi nó giống như một cái máy, cái máy là quần cả năm luôn. Nhà cửa còn đóng nhiều lắm, mấy tiệm người ta bán chiều qua tối, hoặc là mấy cái tiệm bán xe, bán cửa hàng này kia thì khoảng 8-9 giờ rồi, người ta thì 9 giờ người ta mới mở, cắt nhuộm tóc gội đầu rồi này kia này. Mấy cái cửa hàng này thì người ta bán có thể tới 9 giờ tối người ta mới đóng, rồi tới 9 giờ sáng người ta mới mở, chứ không có phải là người ta mở sớm. Các quán ăn đó thì phải mở sớm. Ở đây là chúng ta đi về khu vực cầu Mặt. Đây là cầu Mặt, đúng không các bạn? Các bạn ở đâu mất tiêu rồi, không thấy. Giấu cho bạn. Cầu Mặt á. Cầu Rạch Ông rồi tới cầu Mặt. Đây, quán miền Tây cầu Mặt. Cầu Rạch Ông ha, cầu Rạch Ông tới cầu Mật, chắc là Mật Ông á. Sáng ngày thì trên đường mình ngoài các cái quán ăn, ngoài các cái xe bán đồ ăn sáng thì còn một món nữa, đó chính là cà phê. Mà trên con đường này cũng ít á, không có nhiều nha. Chứ bên dọc các con đường như Nguyễn Thị Minh Khai, Hồng Thập Tử đó, hay Điện Biên Phủ, Phan Thanh Giản, đó là những cái con đường rất là nhiều quán cà phê. Ở đây thì bắt đầu là người ta sẽ bán nội thất nhiều. Khu vực này thì nó thuộc phường 4, bên trái và bên phải luôn ha, đều là phường 4, bán bàn ghế giường tủ các cái loại nội thất bằng gỗ. Dạo này thì mấy anh cầu đường hay đi đào mấy cái cống như thế này nè, làm lại các cái miệng cống, có chỗ thì nó bị nứt toát ra sạt lở, có chỗ thì nó bị lấp cái trơn trọi nứt thoát không được. Mấy anh giờ này đang đi đào các cái miệng cống làm lại thông thoáng. Dưới này thì buôn bán quán ăn rồi lại thấy cũng rất là ít, và người ta còn đóng cửa nên cái đường xá nó có phần vắng vẻ. Nói chung là từ sau dịch tới giờ thì em thấy là hầu như những cái con đường mà đông đúc như ngày xưa giờ nó đã vắng đi rất nhiều rồi. Không, đường vắng vẻ giờ ở đây, chắc lại em mời cô bác anh chị chạy vô đường Phạm, ở đường này chợ Phạm Thế Hiện dạo chút xíu. Cái chợ Phạm Thế Hiện là người ta đang đào đường làm lại các cái con đường xung quanh chợ đó, không biết là bây giờ đã làm xong hay chưa nữa.
bên phải là ra bờ kênh đôi đó, và ngay kênh đôi thì bây giờ người ta đang có cái dự án giải tỏa tái định cư các khu nhà sàn rồi làm lại cái bờ kè, nhưng mà nó là một cái chặng đường rất là dài nha, dài và nhiêu khê lắm. Đa số là các cái hộ dân ở ngay hai bên kênh đôi, bến Phạm Thế Hiện và bến Huyện Duy đó, thì nhà cửa người ta mua từ lâu rồi, hoặc là người ta dựng rồi, người ta ở từ xưa rồi, giấy tờ rồi không có, giấy tay tùm lum hết trơn á, nhùng nhằng lắm. Cho nên là bây giờ mà giải quyết cái vấn đề mà tái định cư ở đó, chùa trà nó nhiều xe chưa biết tới bao giờ. Ô bò đuôi gần sách vợ mình chung hết. Nước mắm Cam Hương, không biết là ngày xưa cái nước mắm này có nổi tiếng không? Rồi chợ Trung Quốc. Nước mắm Cam Hương. Hương cam đó. Khu này thì rất là nhiều cái sói ve chai luôn. Đường ở bên trái là đường cao lộ vào khu Đồng Diều, vào khu đường Tạo Quang Bửu luôn. Hoặc là chúng ta có thể đi ra đường Nguyễn Văn Linh. Đó. Anh đi đào cống con đường này có cái hàng me. Đây là những cái hình ảnh một buổi sáng sớm ở đường Phạm Thế Hiện, quận 8. Như cô bác anh chị cũng thấy, phía trước là em sẽ đi về khu chợ Phạm Thế Hiện. Em ghé vào đó một chút, cập nhật cái đường xá đồ ở đó nha. Đường xá xung quanh chợ á. Rồi hôm nay bay nhiều lắm, không biết tới trưa như thế nào. Đây mấy cái vựa ve chai nè. Sống ve chai khoảng cái hiệu 8. Người ta đốt cái gì mà khói mù mịt luôn. Phạm Thế Hiện bên phải của em thì nhiều khu nhà lụp sụp lắm, xóm lụp sụp. Lô 10, lô 11 ở đây là về tới chợ rồi. Nếu có thể thấy bên phải mà có lô là mấy cái khu nhà này mà có lô là về tới gần chợ, thì đối diện chợ nó là một cái lô. Lô 12, lô 13, từ trước năm 75 thì người ta xây các cái lô khu xá Thương Thế Bình. Nhưng mà xây chưa xong thì rất là nhiều cái vấn đề nó xảy ra, nhiều cái biến cố, thành ra người ta dựng tôn, dựng đồ người ta ở luôn. Cho nên bây giờ nhìn qua thấy lô giống như khu xá, bên trái là đường Đỗ Ngọc Quang. Đó, lô giống như cư xá đó. Nhưng mà nhìn nhà thì thấy không phải cư xá. Trường Vàm Cỏ Đông. Nên là thấy mấy cái lô này là thấy gần tới Phạm Thế Hiện. Ví dụ như ngay Phạm Thế Hiện là mấy cái khu chung cư cũ cũ đó. Thank you.
đây lô 21 20 21 cô đi bán vé số sáng sớm. Bên trái của em là chợ Phạm Thế Hiện rồi đây, các bạn ra phía trước chợ nha, em qua phía trước chợ để nhìn cái mặt chợ trước, sau đó đi vào bên hông chợ coi các cái đường ở đó người ta làm tới đâu rồi, làm cũng lâu rồi, trước Tết là em thấy đã làm mà cũng chưa có xong. Đây có một cái mặt tiền người ta chưa mở cửa, mình đứng được ha, mặt tiền chưa mở cửa, cái nhà cũ lắm nè. Bên trái em là chợ Phạm Thế Hiện cũng như là chung cư Phạm Thế Hiện luôn. Bây giờ chúng ta sẽ vào. Trời sáng sớm 8 giờ mình nhìn cái cạnh chợ này không dám đi vô trong luôn, hai bên là chung cư, chợ không thấy người mua, không thấy người đi lại luôn. Giờ chợ nào cũng giống như chợ nào, có chợ lại là khác thôi. Ở phía trước ở đây ngày xưa có cái cô bán đu đủ nha, bán đu đủ, bây giờ không thấy bán nữa, mấy cái chòi ở đây dẹp hết rồi. Ủa, mấy chòi bán trái cây bán đồ ăn ở đây dẹp hết rồi. Rồi bây giờ em đi vô bên hông chợ nè, người ta còn bỏ rất là nhiều nắp cống rồi bê tông, mấy cái này là cống cụ đập lên nữa nhưng mà nó chưa hốt đi. Thùng phi ở đây là người ta đổ nhựa con đường rồi không, nhưng mà chợ búa thì sạp ở bên trái của em cũng nhiều, người ta không mở ghê á. Mấy cô bán gạo bán đồ bên tay phải đúng vậy này. Nhìn vắng tanh, rồi mấy cái cống này xây dựng ghế dựng bàn tùm lum, cống cũ. Cạnh chợ phía trong này đường thì đổ nhựa rồi, không có còn lồi lõm như ngày trước, nhưng mà còn nắp cống nắp đồ quăng nữa la liệt. Điền vòng, anh điền vòng đó ở phía sau. Đây là chung cư Phạm Thế Hiện. Chợ bây giờ nhìn hết muốn nông hết muốn nói nha. Em ghé vô chút xíu để cập nhật mấy cái đường xung quanh chợ thôi. Bên trái em là chung cư Phạm Thế Hiện. Chợ bây giờ vắng dữ vậy luôn. Đó, đường thì được đổ nhựa rồi ha, không có giống như đợt trước em về. Chợ thì vẫn ế như bình thường.
Đây là ra phía trước lại đường Phạm Thế Hiện nè. Mấy cái khu này thì tháo ra rồi, nhà vòm ở đây tháo ra, một vài khu chợ là bỏ. Chợ này nó bỏ rồi này, không có còn buôn bán nữa đó. Bánh mì. Đường Phạm Thế Hiện bên trái thì chúng ta lại quẹo về khu vực xóm đạo, bên phải thì chúng ta đi về hướng chợ Rạch Ôm. Em đi con đường Đông Hồ bên trái này nha. Xung quanh chung cư. Đây là đường Nguyễn Đức Ngữ. Bây giờ ở đây nhiều con đường mới lắm. Bên phải là chúng ta quẹo ra cầu Chánh Hưng đó. Đường Phạm Hùng, cầu Chánh Hưng. Ở đây chắc là nhiều khi đi ra đường Tạ Quang Bửu được luôn đó. Bên trái quẹo là đạo Cam Mộc này đó, khu chung cư Phạm Thế Hiện. Sáng sớm dưới chung cư người ta buôn bán nhiều. Dưới chung cư thì những cái người có nhu cầu ăn sáng, mua sắm buổi sáng rất là đông. Bên là đường Đặng Thúc Liên. Quẹo ra đường Phạm Hùng, cầu Chánh Hưng. Em đi xuống đây ra Tạ Quang Bửu luôn. Hướng lưu thông lên cầu Chánh Hưng. Ngay bên chợ mà còn vắng thì dưới này nhìn còn vắng hơn. Đây nhà cửa cũng ngon. Ngon là so với ở đây thôi. Em chỉ biết so với ở đây thôi chứ. So với ở đây thì có mấy con đường này cũng ngon mà. Là cuối có cái cuối cái con đường Đông Hồ này có con hẻm. Hẻm này chắc là quẹo ra đường Tạ Quang Bửu á. Đi vào con hẻm nào đây. Sáng sớm trong mấy con hẻm yên tĩnh quá, người ta đi làm hết trơn này. Lần đầu tiên em mới đi con hẻm này, không biết là sắp tới phía trước nó là ra đâu. Chết men vô hẻm cụt. Hèn chi nó yên tĩnh. Ý ha, ý hận. Thấy con hẻm trơn tru ngon lành chạy thẳng đường. Tưởng đâu là hẻm thông, cuối cùng để có hẻm cụt.
Ở đây là hai bên luôn ha, bên phải bên trái, em đi đi bên trái coi. Quyết tâm xây dựng phố xanh gì đó. Ở đây phố hẹn cuộc đời là chắc đấy. Tiêu luôn. À, nhà người ta bắt ngang luôn cái đường. Có xe đi vô. Chắc là hẻm cục. Ô đường này có ra Tạ Quang Bửu được không? Có bên này ha. Dạ. Cảm ơn. Đây có bên này. Bên này ra Tạ Quang Bửu. À, đi vô hẻm cục nữa. À bên này có con đường luôn này. Tám danh. Nghe tám danh giống như là đại ca. Đại ca giang hồ mày chưa. Năm cam đồ này nọ. Nghe cái tên là lạ. Tám danh. Đường tám danh. Số 13 rồi hả? Ra đây ra Tạ Quang Bửu rồi đây. Đường số 13 phường 4. Ra Tạ Quang Bửu phải là lên cầu Chánh Hưng luôn, qua quận 5 Đại Thế Giới. Cầu bên trái thì ra Nguyễn Văn Linh. Đây là cũng chợ Tạ Quang Bửu này, người ta dời vô. Ngày xưa trên đường Tạ Quang Bửu có cái chợ lầy lội á. Giờ người ta dời vô đây hết rồi, không? Gần đây nhiều chợ ghê á. Nhị Thiên Đường, Phạm Thế Hiện, Tạ Quang Bửu, Rạch Ông, Phạm Hùng nữa. Cô Phạm Hùng gần Nguyễn Văn Linh có cái chợ tạm. Khu đó thì thuộc Bình Chánh, nhưng mà Bình Chánh với quận 8 thì nó nằm cũng lẫn lộn tùm lum, rất là khó biết. Đó, người ta bán chợ ngày xưa, giờ người ta dời vô đây, ngay chỗ này là nhà thờ Nam Hải luôn. Rồi phải cái là ra ngay nhà thờ Nam Hải nè. Em nhớ rồi. Rồi cái thì chúng ta đi về lại khu Đồng Diều, Cao Lỗ rồi đó. Đây, ở đây thì bây giờ nó người ta vẫn bán chợ tự phát thôi, hai bên vỉa hè vậy đó. Đó, phía trước là chúng ta đi tới bến xe quận 8 luôn, quốc lộ 50. Còn ở đây thì ngay ngã tư này thì chúng ta sẽ vào phải để lên cầu Chánh Hưng qua hướng cầu huyện Kim Phương á. Sáng sớm hôm nay mây mù giăng lối, có thể chút xíu nữa sẽ mưa, buổi trưa sẽ mưa. Mấy cái nhà ở đây ngày xưa đúng thật ra là nó rất là lụp xụp, nó rất là kiểu như lầy lội, bán chợ bán đồ. Bây giờ con đường này mở rộng ra thật sự là thông thoáng, góc này thông thoáng, bà con mình làm ăn kinh doanh ở đây cũng đó, cơ hội buôn bán rồi tốt hơn chứ. Đường xá rộng rãi, xe cộ qua lại đông. Có cái ngày xưa thì ta đi chợ đông lắm chứ không có như bây giờ. Lúc trước ở khu này nè, cái con đường nhỏ nhỏ đó ta đi chợ rất là đông. Bây giờ mở ra như thế này thì trật tự đô thị ta đi dọn dẹp đường nhiều khó bán hơn đó. Cái nào đó có cái lợi cũng có cái hại. Rồi em quẹo phải nha, quẹo trái thì ra Nguyễn Văn Linh, còn quẹo phải chúng ta đi lên hướng cầu Chánh Hưng, cũng như là ra hướng Phạm Thế Hiện. À, sáng hôm nay em đi loanh quanh một chút khu quận 8 như vậy để cô bác anh chị thấy cái khung cảnh Sài Gòn mình trong một cái ngày mới. Thôi thì chắc là em sẽ tạm dừng các clip ở đây nha. Một lần nữa xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày luôn luôn bình an, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn hôm nay. Bye bye.